Thấy thèm không mấy kêu? Thèm. Chấm nè, mình ăn á mà mình chấm với cái gì thấy nó cũng hợp. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food của Mập với Mấy Kim nha. Mấy Kim đâu rồi? Mắt em mắt cầm mic với một tay cầm điện thoại rồi. Thôi thì hôm nay Mập với Mấy Kim ăn ốc nha cả nhà, mà ở này là toàn là ốc biển không à, có ba loại ốc à, thì hôm nay thì Mập đã set up một một mâm ốc mà giống như cái núi này luôn, thì cũng cũng có một loại ốc cũng giống như cái tên nó luôn cả nhà, là ốc núi nè. Rồi ở bên đây là ốc ốc gì, ốc giác hả, ốc dôi, ốc giác gì này cả nhà. Nó có nhiều người thì ta gọi ốc dôi, mà ốc dôi như cái màu sẫm hơn. Còn bên đây là có ốc tỏi nè cả nhà. Đó, mà mua ốc tỏi thì 2 kg, còn ốc dôi thì 1 kg mấy, còn ốc này cũng 2 kg cả nhà. Đó, gần 1 triệu đó. Đó thì có nước chấm của bé Kim làm nữa nha cả nhà. Thì bé Kim hôm nay nói là em tính bán nước chấm nhưng mà gấp quá nên chưa có làm. Nhưng mà nếu mà cả nhà ai có nhu cầu mua nước chấm của bé Kim nha, cái này là Mập khai sáng luôn cho bé Kim nè, là Mập sẽ gửi ý cho bé Kim bán một hũ vậy là 50.000, mà nếu mà ai mua 3 hũ chi ân nha cả nhà là sẽ được tặng một hũ, là ra 4 hũ đó. Còn cái hũ nhỏ hay bự thì tính sao. Nhưng mà anh mô tả cái hũ thử đi, để lỡ có mấy chị đặt cái hũ chắc cái trọng lượng bằng trái dưa leo này quá, chắc bự hơn tí. Ừ, nhưng mà nó khoảng 100 ml thôi, em không nhớ. Nhưng mà nói chung là Mập với bé Kim bán cũng vừa túi tiền thì cả nhà, nhưng mà giờ chưa có cũng chưa hình dung, vài clip sau có thì Mập sẽ đem lên và quảng cáo cho bé Kim nha. Rồi bây giờ Mập sẽ mời về cả nhà với lại bé Kim ăn nha. Giờ Mập sẽ ăn trước, cái này là Mập tự giót. Lần đầu tiên ăn con ốc núi thấy người ta ăn thấy thèm quá. Con ốc này để làm sao cho nó ra hết đây. Nước chấm mấy kia mới làm đó cái nhà. Mà cái nhà nha. Ngon quá. Nước chấm ngon. Con ốc nó cũng ngon đó nha. Nó giống như ốc gì ta, ốc đắng như quê vậy. Nè, ốc này ghẻ, có 120 kg. Nó bị đứt cái đuôi rồi. Đứt thì chân họ nó móc nữa chứ. Bây giờ là sẽ ăn con ốc dôi, ốc giác gì nè. Nó đó chứ hồi không ăn đứt ốc nữa cả nhà. Thấy thèm không mấy kêu? Thèm. Cái dài không Mập? Thôi rất nghiêng. Cái này nó sẽ cứng rồi, nhưng mà nó ngọt lắm. Anh ăn ốc này nhiều rồi, khán giả cũng biết nhiều rồi, em đừng điều hướng dư luận. Ủa, ốc này là cái ốc gì đắng đắng luôn. Hả? Ốc này hả? Ốc mình mới ăn. Cái đít nó cũng hơi đắng đắng, nhưng mà không phải ốc kia, không phải ốc đỏ. Ốc đỏ là nó căng căng. Ốc này ốc gì vậy? Nãy giờ nó căng chưa? Ốc tỏi. Mà thật sự phải nói như thế nha, không có ốc nào qua ốc hương được hết. Ngon quá.
ngon mình biết sao không? Ừ? Biết sao ngon không? Nhờ nước chấm hay gì? Đúng rồi. Clip hôm nay là clip ốc chứ phải clip nước chấm tặng em con nè. Em không có tay cầm nhờ. Mời em. Hãm ra. Xíu vô ăn sao cả nhà. Mình muốn cho cả nhà thấy hồi xưa giờ thì mình quay á, mình cứ quay ấy hoài à, xa hoài cái nhà cũng không cảm nhận được hết. Ôi sao còn miếng ớt à, xay không kỹ quá. Ừ. Mà nói với cả nhà luôn là cái này mập ăn cái cặn mà cái cặn mới ngon. Cặn phải mặn lắm muối với. Ở này ốc núi á, chắc nó sống trên núi ha. Hai đứa mình hay bị mắt đỏ quá. Ừ. Mắt hay gì cảm á. Mắt anh đang đỏ không? Đúng rồi. Mắt phải á. Với lại thiếu ngủ cũng bị đỏ nữa. Đúng rồi. Thiếu ngủ bị thần kinh luôn á, chứ không phải bị mắt đỏ. Ghê trời. Chứ gì. Mà anh nghĩ anh sẽ ăn mấy con này cho em. Để kia mà không thể nào ăn được mấy con này. Đắng đúng không? Không. Dài. Dài. Cái gan cũng béo lắm mấy kìa. Ngon rồi. Người ta sắp ra người xào mì. Người ta xào có muốn. Ừ. Còn mình ăn gì á. Ốc tỏi ấy ghê ha, mặc ghê ha. Nãy mặn thấy ngon không? Ngon. Ngon cả nhà. Ngon. Mập là mập mê, ốc vô cùng. Hay là mai mốt vậy nè, mình bán một hũ nước chấm, mình tặng một hũ chiên gà đi, mình tính 170 thôi. Cũng hợp lý đó. Ừ, hợp lý á. Giống như nó coi hài rồi, mua một được hai á, mua đồ được tặng cái bọc là ra hai rồi. Chấm có gì vậy? Xin... mặn, ngọt, thơm nữa, làm cái màu này từ ớt không luôn nghe cả nhà.
Nói chung ngon. Mình nói hết rồi, cả nhà đâu có tò mò đâu mà. Này cả nhà. Nó dài lại dài phần này nè. Vớt cái ấy cũng quay. Camera chân thật mà. Ngực có mọc trắng như cái lít nóng này ăn hồi cái miệng đi xì lì rồi. Nhưng mà em có biết á là mấy bạn mê anh năng ốc là dĩ gì không? Là gì? Anh ăn cái đít thôi. Ừ. Mà hôm nay từ bỏ không biết còn mê không nữa. Tại gỡ thì không được mà. Thôi. Thấy nó đen quá. Ủa nó nhăn vô người đen luôn nè. Chấm đẫm vào nè cả nhà. Cái kẹo kẹo này là cả nhà biết gì không? Sữa đó. Nãy giờ mình quên ăn rau. Bỏ bé ở đây bé giận. Đây là rau húng với lại rau găm với lại dưa leo quá cả nhà. Nhưng mà nói gì nói, anh sẽ chừa cho em một con để em thưởng thức. Cái gan con này ăn ngon. Dạ, em cũng thấy nó dài quá. Chừa em một con được. Chừa em con này. Đây. Chào cả nhà, chào mừng cả nhà. Em ăn ốc giác cho anh. Anh nói còn được ốc gì? Ốc núi. Ốc núi. Ăn ốc giác. Chưa đó em nhìn thử. Em ăn ốc giác. Đâu rồi? Ốc giác rồi. Đó. À, tao. Cả nhà ơi, mình mới gờ chúng em cái này thôi mà mình tưởng nó là cái không à. Con bán anh bị gì à? Mình cũng không muốn ăn ngốc nữa cả nhà. Mà mập mua về phải quay thôi. Ăn nấu xà lương. Tại mập không muốn mấy kia gì. Tại mập không có biết là không nên quay ốc. Ăn nói xà lơ. Sao? Nắng thì giống như là nó có cái mật đó. Nước chấm nè. Mình ăn á mà mình chấm với cái gì thấy nó cũng hợp. Ừ.
Hay mê á, mình nấu cơm mình đừng làm đồ ăn, mình ăn thử. Nhưng mà nó hợp với cái gì nhất cả nhà biết không? Gà ủ muối. Hảo sư muội. Đó, thử thách bắt đầu. À, nhìn nó giống ốc ma quá, ốc ma dưới quê cái nhà. Hồi đó ăn ốc ma thầy luôn. Nó gà chó nó khô nó còn nạp ấy gì nữa. Ừ? Nói gì cái gà chó nó khô quá nó còn cứng nữa. Ừ, nói gì chậm chậm với gãi nói, nói gì đừng chén cái này giống cái gì nè, cái gì cái nè. Cái này em cũng sẽ nhớ ra. Giống cục gôm. Cục gôm mà đít trắng đầu xanh lá trong áo mình mặc á. Nhớ không? Trời, ốc lại ngon vậy mà là cục gôm. Vô phần hai đứa mình mặc áo cặp. Anh lúc nào anh cũng lựa áo chung màu với em lắm. Vậy là anh có nhiều áo. Bác Kim kể cả nhà nghe nha. Và quần áo của Mập á, còn phải nói là chắc không vậy ta, 30-40 bộ luôn. Mà mình cam kết là đồ đẹp và đồ mới không nha. Mới là mới ra là kiểu như phù hợp với lứa tuổi á. Nhưng mà không mặc, có mấy bộ mặc đi mặc lại hoài. Lựa bộ nào thoải mái nhất mà mặc, mà đi mua thì đụng cái nào thấy phái là mua, phái là mua. Chuyện giống giàu quá ha. Nhưng mà một năm mua đồ có mấy lần nha, chắc 4-5 lần. Tại bữa đi quay chương trình truyền hình đó cả nhà, chứ làm gì đâu mà mua. Đồ mặc dách dách thịt anh còn lắp giải vô anh giá lại cái bạn hơi bị dê chạy rồi. Con ốc núi này nè. Thôi đừng ăn cái đít. Thấy nó cũng giòn á. Nó giòn mà nó có cái mùi gì á. Đi cho đít nó ăn cái gì rồi mình lấy mà ăn. Nó ăn đá. Tôi chừng nó ăn mùi hông quá. Tỏi gì nữa kìa. Nãy giờ ăn chưa? Chưa. Thử coi. Mà anh nói thiệt nha, không có ốc nào qua ốc hương. Để cắn cắn mất mệt. Cho em mất ăn giá. Dữ lên chừng nữa. Hình như là có ấm tỏi nó thơm mùi tỏi vậy đó. Phải không? Ừ. Em tưởng nó giống cái muối tỏi, người ta kêu tỏi. Nãy giờ ăn nghe cái mùi nó khác liền á. Ừ.
Đúng rồi. Là phải ốc tỏi không hay ốc mỡ? Nãy giờ anh nói không á? Anh cũng không gần. Ủa vậy chứ anh mua anh thấy nó làm sao? Bán em con ốc này không? Mà chị bán nói ốc tỏi, anh cũng nhớ là ốc này ốc tỏi, tại hai con ốc cũng giống nhau. Mà muối hơi cay. Nó giống thiệt á, giống con ốc kia thiệt á. Mà ba con ốc này nè, anh thích ăn con ốc giác tới ốc tỏi. Mà ốc cà lên này thì không thích rồi đó. Ăn hồi thấy nó lãng lãng sao. Còn này mai khô xả rồi. Tự nhiên á, anh muốn chấm ngọt á, cay quá. Gì? Cay quá, anh muốn nước quá. Dạ, cho em con này nữa rồi kết thúc clip rồi. Dạ, em muốn nước, cay quá. Trời. Mai có thời gian lên mấy kem nấu bún bò cho anh ăn. Có, rất là có thời gian. Thấy không? Anh mới làm lên clip gạo muối muốn khùng ba trận luôn. Mà có thời gian. Trời ơi sao con này không khuất phục. Nè, một con cuối cùng. Hôm nay hai đứa qua YouTube xong chuyện buôn bán hơi bị hơi bị xen vô hả? Đấy. Hơi bị cả nhà ủng hộ, hơi bị đỉnh chớp luôn. Mà mai em nấu không được rồi. Mập đang thèm bún bò lắm luôn đó nhà. Mai với Kim nấu không được, chắc Mập cũng order ở ngoài Mập quay bún bò. Cả nhà chờ đón xem clip bún bò của Mập nha. Hứa là sẽ làm. Đây là clip bún bò chắc thứ mấy chục trên trên kênh Mập Food đó. Thôi em ăn nữa, em ăn nữa. Ăn. Nó còn kho được không? Gì? Nó kho xả được không? Được mà, nó giống như ốc đắng mà nó. Hàng chi nó rẻ. Thì ý là nó cái vị của nó mà. Nó bao nhiêu mà rẻ? Bao nhiêu mà rẻ? 120 một ký. Rẻ ghê. Nó rẻ gấp gừa, gấp đôi con ấy mà. Mấy con này là con ốc giác là anh mua 230, mà mua 230 cái nha. Còn ốc tỏi này là 330 nè. Một ký á. Mà con ốc này có 120 à. Con 120 là mua hố rồi đó. Chứ trên mạng người ta bán có 70, 80 rồi. Mà anh thấy anh cũng tò mò. Tưởng đâu à, nó trên núi rồi nó cũng ngon. Ai ngờ nó không có được. Ủa trên núi vậy không? Ừ góc núi mà. Ai ngờ nó cũng không có được như ý muốn. Thì thôi coi như trải nghiệm. Muối muối này cay quá. Tại dưới đáy mà. Thì hôm nay hai đứa ăn ốc cả nhà. Thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái món ăn hôm nay của Mập nha. Và hóng chờ xem clip bún bò thiệt là hoành tráng của Mập Food nha cả nhà. Còn bây giờ thì hai đứa ăn xong rồi, hai đứa kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã giờ xem hết clip nha. Hẹn gặp cả nhà vào 6 giờ tối nhà mai. Bye bye, bye.